Em chưa bốn mấy bài nữa, anh có bốn bài rồi. Nào, cậu lên tiếp sau làm gì? Đã mọi người. Phê. Phê quá anh ạ. Cậu có làm gì thì không làm Facebook đâu. Anh em là làm mấy phát cho nó dịch rỡ. Nửa năm nay không làm gì thì Facebook rồi. Người có tiền trên Facebook làm gì? Anh không có tiền thì chơi. Kiên rót thêm Kiên. Mày đã là anh em thì phải mãi. Đâu em uống thử một cái rượu này thôi. Rót kiểu cái. Mày uống nhiều rượu đấy. Không, em uống hai rồi. Đại ca vừa uống hai chén thì bây em với chú uống chén được. Đại ca uống nhiều đấy nhỉ? Đại ca uống nhiều. Này các em nấu uống rượu. Đây. Mọi người ơi, nó gọi mình bằng anh, nó gọi mình bằng đại ca. Nó thì chúng nó uống thì nửa chén còn dính đít bao nhiêu. Còn uống thì là anh ăn thèm vắc lại. Cho say. Thằng Nguyễn Thanh Hoàng thì thấy nó cũng khủng nhỉ. Thấy về tích cực khủng nhỉ. Chào thầy Huấn nhé, chào tất cả những người anh em. Thầy Huấn không chào cháu à, chào Lệ Lệ. Nguyễn Thanh Hoàng có làm 120 triệu ấy. Quả bếp này của anh 120 triệu, còn 150 triệu nữa là bán hai cái bếp cho thằng Phú. Ra đảo luôn, anh đi điền tiền. Nhưng mà cái cuộc sống thì nó không lời gì mình. Nhưng mà đen phải chịu. Thầy nó anh em với cả mắc rắc cơ bớt này à. Tóc xăm mẹ nó thấy nó giống cái đấy phết đấy. Ok, 3.700 anh em, 3.800 thôi. Mặt thằng đấy nó giống. Chào bác rất tốt luôn. Chào bố mày nhá. Chào bố mày nhá. Chào bố mày nhá. Các ông không được nói náo nhá. Nói náo là tôi uống rượu tiếp anh nhá. Đây. Anh em lên đây nói chuyện này lâu quá này. Em bằng đây là môn kiếp là anh em ấy. Đây là đầu năm 12 anh em ra em môn kiếp anh em này rất nghèo. Mà cuối năm nay thì anh em tôi kiểu gì cũng giàu, phải không? Nhưng mà bây giờ anh chỉ dạy cậu ấy thôi. Bây giờ cậu có muốn giàu không? Muốn. Muốn giàu không? Muốn. Thì phải cậu phải có tiền. Làm gì để có tiền anh? Làm gì có tiền thì bây giờ anh biết thì anh làm luôn, anh bảo cậu làm gì? Thấy không? Thế bảo muôn kiếp là anh em là anh biết anh bảo cậu làm gì đúng không? Muôn kiếp là anh em liên quan đến tiền. Thế anh phải biết là cái kiếm tiền. Anh hát là muôn kiếp là anh em, tức là anh với là em mới là muôn là anh em. Nhưng mà có thì là anh phải bảo cậu chứ. Anh phải bảo cậu à, cách kiếm tiền. Chỉ kiếm tiền đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ cậu có muôn kiếm tiền không? Có. Uống rượu với anh. Đấy, kiếm tiền. Anh hiểu cái. Bây giờ anh ghim cái số Zalo của cậu. Anh tư vấn cho cậu này, cậu có okay. Anh em. Khánh ghi với Zalo của bằng này. Đúng không? Bây giờ là 08402 49. Anh em nào đang thất nghiệp mà chưa công việc nhá. Huấn Hồng nói một câu như này thôi, Huấn Hồng nói hai lời thì ra đường hút xe hút đi. Đoàn thế như anh em mình quay cái anh em nào rồi, anh em nào mà có nhu cầu làm thất nghiệp mà muốn có một cái công một làm tiền ổn định 4.0 mất tiền thì muốn chịu thất nghiệp. Mình sẽ giúp đỡ, support cho anh em. Đến nhà mình ở cũng được, qua nhà mình luôn được, không phải đầu tư luôn. À, đầu tư mắc khung là 3.7 triệu, mất tôi đền cho các bạn 7.4 triệu. Không có một ly gì thua, đến nhà mình luôn. Cho quay video. Anh em là muốn kiếm thì sẽ nên kết với em bằng hoặc đến nhà mình trực tiếp mình hướng dẫn cho anh em. Anh bầu thầy Huấn làm bộ môn giao dung công dân là gì? Giáo dục công dân. À, thế mày phải biết tao đã học lớp 7. Anh em kết bạn Zalo nhá. Kết bạn Zalo của bạn ấy. Zalo của mình ấy. Thực ra là các chiêu ấy thôi. Những bạn trẻ nào, những bạn trẻ nào hay những chị em phụ nữ nào, những ai mà đang làm 4.0, nói luôn một câu tiếng Việt, những ai đang kinh doanh nền tảng 4.0. Huấn đang có một cái dự án. Không, anh xuống tài của anh. Bao thua luôn, cấp vốn các bạn chỉ cần bỏ mõm bên là tiền thôi. À, có bỏ mõm bên là cái bạn Zalo nhá, cái bạn Zalo. Công sức cơ thôi. Không phải mất tiền. Đây, bây giờ các bạn làm ăn mà không phải đầu tư tiền thì các bạn quá sướng rồi. Bạn nào đang kinh doanh nền tảng 4.0. Huấn Hồng giúp. Đúng không? Không phải bỏ vốn của tôi liên quan đến các bạn. Các bạn một ngày các bạn chỉ làm 10 phút thôi. Còn vốn của tôi được ăn thì các bạn cho tôi 20%. Không phải bỏ nghìn nào hết à. Đấy là ưu tiên những người đã kinh doanh nền tảng 4.0 rồi. Nhá.
anh là đang được ưu tiên, mình là làm bên công ty truyền thông, đang nhận phát triển một cái app quảng cáo, mọi người hiểu chưa? Nên mọi người chỉ cần vào làm nhiệm vụ thôi. Nhưng ai đang kinh doanh nền tảng 4.0 rồi, muốn Hồng nói một câu, bạn nào mà đang kinh doanh nền tảng 4.0 rồi thì liên hệ ngay với em Bằng. Anh em đừng gọi nhá, cái bạn Zalo thôi, đừng gọi. Không phải bỏ tiền. Đừng gọi cái bạn Zalo thôi. Rồi. Gọi cháy máy. Thế rồi như này cho nó dễ hiểu. Nhắn tin, kết bạn và nhắn tin vào Zalo, nhắn vào tin nhắn chờ. Nhá, anh sẽ chia sẻ cho. Nhắn vào tin nhắn chờ ấy, đừng có gọi. Có vốn có 3.7 triệu. Anh nói cho em nghe này, vốn 3.7 triệu là của em, không phải của anh. Em hiểu chưa? Không lấy của em một xu một nghìn. Không giúp được em kiếm tiền, không lấy của em một xu nghìn. Mày đến nhận nhà anh luôn. Nếu mà cho mày em quay video luôn. Đúng không? Nếu em mất một xu một nghìn dính túi, anh muốn chịu trách nhiệm, mày đăng em trên mạng luôn. Thế thôi, ông ưu tiên những người mà đang kinh doanh nền tảng 4.0 rồi. Tôi đang có một cái dự án, chỉ có mang tiền về thôi. Có cái dự án này hay đấy. Nhưng mà đừng anh em nào gọi nhá. Đừng gọi. Thôi chú cầm đây cấy. Người ta đã bảo bây giờ nó bảo mình đi cấy. Nhà chú ở trên quê mà. Anh em nhắn tin vào Zalo nhá, nhắn tin vào thì nhắn chờ, đừng có gọi. Em chào chủ tịch Đào Nguyên nhá, em chào chủ tịch nhá. Nên luôn thầy yêu Phạm Hưng. Trên này đầy bạn cậu. Những ai đang kinh doanh nền tảng 4.0 thì liên hệ với em Bằng 0814 02 49. Nhưng mà nhắn tin vào Zalo, nhắn tin. Các bạn nhắn tin vào phần Zalo hoặc đến trực tiếp nhà mình luôn. Các bạn phải đến trực tiếp nhà, nó cho nó uy tín. Loại có sách mách của chứng, đến trực tiếp nhà luôn. Có cờ bạc không? Này, liên quan đến cờ bạc thì cả nhà huấn mù mắt, thế thôi. Không liên quan cờ bạc, không phạm pháp, không liên quan pháp luật. Mày đầu tư. Ví dụ như bạn cần thuê tôi làm truyền thông, cần cho tôi quảng bá về một cái sản phẩm, thì bạn phải bỏ tiền ra tôi. Thì khi bạn bỏ tiền ra rồi, tôi phát triển cái ứng dụng đó cho bạn, tôi phát triển cái nền tảng đó cho bạn, thì tất nhiên bạn phải trả phí cho tôi. Trả phí đấy là phí cộng đồng. Người ta cần cộng đồng, người ta cần data, thì tôi giúp các bạn. Thế bạn cần tôi cung cấp data cho bạn đúng không? Để bạn quảng cáo những sản phẩm, ví dụ như là chén, bát, đĩa, điện thoại. Hoặc là bạn cần quảng cáo cái đùi vịt này, hoặc là chẳng hạn, ví dụ đơn giản thôi. Thì bạn cần đến nhiều người biết, cần đến data. Thì bạn nhờ tôi, thì bạn phải trả phí cho tôi. Tôi lại chia cho anh em của tôi. Thế thôi, nói thế dễ hiểu. Chưa đời anh mà ví dụ ai mà kinh doanh ai mà bảo vệ vốn thế nào được. Vốn nhiều không? Không đến 4 triệu. Mà tiền vẫn trong tài khoản của các bạn. Không mất gì nào. Khó. Huấn chỉ làm việc khó thôi. Mình nói đến cái đoạn này thì có khi nhiều người đang kinh doanh nền tảng 4.0 cũng phải thắc mắc đấy. Kiểu gì cũng liên hệ đấy. Bởi vì các bạn kinh doanh nền tảng 4.0 các bạn có khi không được ưu tiên. Nhưng mà vẫn nó khác. Tôi không nói chuyện đấy nữa. Ai cần thì nhắn tin là Zalo của em Bằng 0814 02 49. Hiện tại là anh là đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù nghèo khó không bỏ rơi nhau, dù hết tiền bỏ luôn. Không nghèo khó bỏ luôn. Đúng rồi, dù nghèo khó không lỡ bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chữ tình. Nhưng mà nếu mà liên quan đến chơi bời là bỏ nhau ngay. Anh em của tôi này, các bạn cứ chứng kiến giữ lại cái livestream này. Từ giờ đến cuối năm thì các bạn nhìn thấy em, tôi và em Bằng làm được cái gì. Lúc đấy thì mới nói chuyện. Làm với ăn không? Làm với ăn luôn. Em bật đèn. Ok mọi người nhá, 0814 02 49. Thầy đẹp trai quá, cháu yêu thầy. Được, thằng này chuẩn. Sao ít người xem thế? Facebook của thầy nó hôm nọ live stream sau cái vụ 50.000 ấy. Thì bên Facebook người ta bảo là Huấn ơi, anh bây giờ anh tạm thời giảm tương tác của chú xuống một tí. Chú live stream ít người xem thôi, không chúng nó lại ghét, hiểu chưa? Thế thôi là ông trả Facebook để bóp xuống xíu. Cho anh quả gậy vào mồm. Thế là bây giờ nó bị giảm tương tác, hiểu chưa? Nếu mà không bị giảm tương tác thì không có ai đối thủ. Quá trời. Thầy đang nhậu. Nó dạ. Thầy đang nhậu. Đang nhậu. 30 người. Mai nhá, mai. Ok rồi.
chiều 6 giờ nó đi 6 con xe không muốn đi qua. Đúng rồi. Nó đi 6 con xe, 6 thằng, 6 thằng. À tức là 6 xe 12 thằng. Nó đi xe qua nó chụp ảnh. Thường nhà anh lai vậy, thường anh lai rất nhiều ấy. Thấy đâu. Để em muốn gì nó bị chồng bởi vì máy nó từng này máy nó chạy nó chạy mình bảo chạy được thầy đang tiếp khách mai bảo anh em mai chạy ra đi bảo các anh em thông cảm mai 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 đang tiếp khách tôi được anh để tính cho mai xong trong ngày hôm nay giải quyết tập nhá. Cháu rằng nó đi 12 thằng. Ok, để anh... 12 thằng. Trong ngày hôm nay sẽ khắc phục. Không, bọn trẻ con thì không biết sợ đâu. 12 thằng, nó đi 6 con xe qua. Nó bảo thầy không chụp ảnh với em. Ai cũng thế mà. Thì là em bênh đầu ở công an. Nếu mà ai ra hỏi em bảo thầy huấn súng. Thằng nó cùn thế. Thầy hiểu không? À, chụp ảnh xong nó bảo thầy mà không đăng lên trên Facebook của thầy. Là mai em ra đây em bênh đầu. 5-7 linh rồi. Em đứng này. Nhanh nhé, riêng nhà anh 75 linh là bài linh. Ok nhá. Gọi nhá, anh em đừng gọi nhá. Mày nó phải chạy hết xong. Thầy Huấn đẹp trai quá, ok anh Ngọc Nguyễn nhá. Hôm bữa anh chú xịt để mai anh lô gần 3 củ. Mày xịt 3 củ, chú còn xịt 30 củ. Mày kêu cái gì? Ok, ok. Nhưng mà đây chú nói thật với cháu này, nhà chú ở khu đô thị Dương Nội. Nếu mà cháu muốn kiếm cái tiền mà ổn định ấy, tiền chuẩn chỉ mà ổn định ấy, chú giúp đỡ. Cháu nhắn tin vào Zalo của em Bằng 0814-0249. Hôm nay mai đi ăn cháo lòng chú nhé. Nhớ kèo nhé chú. Ui giời, Phương Thảo nó rủ đi ăn cháo lờ kìa. Phương Thảo nó rủ mai đi ăn cháo lờ này. Ăn cháo lờ, cháo lờ, cháo lờ. Phương Thảo này hai quả bụng sông. Hai quả ý tông nhất bát. Hai quả gọi là hai quả mâm xôi. Hai quả liệu thần hồn. Anh em đừng gọi nha anh em đừng gọi, nhắn tin Zalo thôi. Nhắn tin Zalo đừng gọi nhá. Nhắn tin Zalo sẽ có người trả lời, hỗ trợ tư vấn cho anh em, giúp anh em có kiếm được tiền. Mình trắng đùi chuối, hai quả liệu tuần hồn to như bát đấy. Em đi đại ca, em đi. Anh em đừng có gọi nhá, đừng anh em nào gọi. Okay. Nhắn tin vào Zalo thôi, cứ nhắn tin. Ok mọi người. Nhắn tin cho mình là ok. Chào buổi nhé, chào tất cả mọi người. Đấy bạn nhắn tin Zalo 0814-02-49. Có cái gì tư vấn thì ok. Mà nói nhanh như này cho dễ hiểu đi. Nói một câu tiếng Việt cho nó xanh dờn như này. Các bạn trẻ nào đang kinh doanh 4.0? Rồi, tôi ưu tiên những người này kinh doanh rồi. Tôi có một cái dự án. Tôi có một dự án giúp các bạn. Không giúp được các bạn đến nhà tôi luôn. Các bạn quay video, không giúp được các bạn mất một xu đi túi thôi. Nhưng các bạn đang kinh doanh 4.0 rồi, không phải bỏ một cái gì hết. Tiền tôi tài trợ. Thế cho nó dễ hiểu. Các bạn chỉ có nhiệm vụ cày cho tôi thôi. Tất cả cày nó là auto tự động hết rồi. Các bạn chỉ cần có một cái điện thoại cho là xong. Những bạn chỉ ưu tiên những bạn đã kinh doanh cái nền tảng 4.0 rồi, tôi sẽ giúp. Không phải bỏ một cái gì, chỉ cần bỏ mỗi cái sim điện thoại để nhận mã, nhận tiền thôi. Tiền về hàng ngày, đều. Còn làm gì có kinh doanh, bạn ơi. Nếu mà lấy mà nói về kinh doanh mà ối rồi ôi, không ai cho đến nhà nhau cả. Đúng không? Chả có ai mà cho bạn đến nhà tôi. Có 3 triệu 7 tiền, có 3 triệu 7 tiền để làm vốn. Nhưng mà những bạn đã kinh doanh nền tảng 4.0 rồi này, không bỏ một nghề nào, đã có huấn tài trợ. Còn những bạn chưa kinh doanh thì bắt buộc thế. Chứ không tôi đưa cho ông, lộp cho ông 3 triệu 7 vào tài khoản, ông rút đôi đồng tiêu thì có giả hơi, đúng không? Khỏe đại ca này cũng khỏe đấy. Đang cháy máy rồi. Những người mà là cậu được cho. Anh đây cái ơi. Phát triển cái này thì những người mà đã kinh doanh rồi. Cậu hiểu không? Những người kinh doanh rồi là mình... tài trợ rất tiền đấy. Còn những người mới thì đã đâu. Nãy em qua cái thằng kia. Ba anh chọn điểm. Anh em khổ quá, anh giúp em với. Đi rồi à? Thế mình tài trợ nó 3.7 triệu. Tôi giúp còn bảo tiêu. Thế có phải là mình dở hơi? Ok mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đấy. Ai có nhu cầu gì? Không cần nói nhiều. Không cần nói nhiều nhá.